Tai nạn thôi. Cái hôm nay thua rồi mọi người ơi, lại thua nữa rồi. Chào rồi. Các bạn nhé. Úp bạn nhảy. Quang Linh rồi cả ca lại thua rồi. Cả ca nhá, mai ngày kia thứ hai mua cái đồng hồ theo kia nhá. Các bạn theo thầy hôm nay về hơi nhỉ. Mình là bảo bé bỏng đây. Có mà có trả keo không? Giờ bắt đầu trả keo nha mọi người. Từ từ mình trả keo. Lôi lôi. Các bạn chơi đời một lôi lấy trong một giấy lạt đi. Đây, đi ra 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 ngoài này các bạn này. Hôm qua là tai nạn nghề nghiệp. Đi lấy loa nhỉ. Bảo đây. Cái loa ở đâu nhỉ? Loa này luôn. Loa đây loa. Nhớ mua đồng hồ ok. Bật loa. Thôi sao mai làm kèo khá thì úp mặt suốt ấy. Lôi lại úp đi. Ê đừng cắn. Ôi. Lôi. Ê lại úp đi. Hai bốn đi. Lôi thua mà. Lôi thua mà. Qua mình nhầm lắm. Lôi lại đi. Đi, lại đi. Lôi lại đây. Úp nhanh mà nhảy, nhanh mà tắm lắm. Hôm qua là hôm qua là anh em mình lừa thôi. Hôm nay thắng tận 7-1 cơ mà. Lôi thua, lôi úp mặt đi chứ. Kiểu hôm nay còn có cả đồng hồ này, có lôi. Kéo tường này, úi giời. Lôi úp mặt đi. Lôi úp trước đi. Lôi thua mà. Lôi úp mặt trước đi lôi. Lôi thua còn gì nữa, úp mặt đi. Úp mặt đây, nhúi đi. Úi giời, được đấy. Rồi. Lôi rất thích bột mì. Suốt ngày úp bột mì như vậy. Đấy, Điệp ơi cho mượn cái máy Điệp. Kết nối cho anh Linh với anh Hà, karaoke kìa. Rồi. Mày không hề pín này. Hả? Mày không hề pín không? Từ từ á. Úp chi úp 2 lần nữa. Úp 1 lần thôi. Từ từ thu vào đã. Thu bột mì vào đã cả cả. Thu bột mì vào. Đây là không dúi đâu, tự giác nhé, lăn hai bên cho đều. Lăn hai bên cho đều, đây không dúi đâu. Thôi được rồi, cắn đi. Thôi được rồi, được rồi. Úp nữa. Đi anh nhảy đi. Úp một lần thôi. Bảo ơi, cho anh 500 ca nhạc đi. Đợi tí. Chờ tí nhá, loa lẽo đàng hoàng xong thì anh...
Lôi đâu, đi ra đây, nhanh. Xếp hai, xếp hai. Mẹ cái đồ đó đấy. Lôi đâu, ra đây nhanh lên. Kèo này chả lắm, kèo này cũng càng ngay đi đây. Bluetooth mode. Không có gì vui rồi. Mai phải chơi kèo khám đi. Nói chung con này. Đâu cả không ai. Lôi à, Thoa Phạm hôm nay không theo mình nhá. Thế thì đi mua sổ đỏ đi nhá. Bảo ơi cho 500 ca nhạc em ơi. Cầm loa gì ở gần đây. Thế đấy, mai mua đồng hồ đấy. Mua đồng hồ treo tường lên gì đấy. Bố bột mãi nhấn ra luôn. Nhận nào được. Ừ. Đây Face ID phải nhận diện cả mắt thì mới được mà. Cái này máy nó không nhận khuôn mặt nó đây. Lại cái đồng hồ lại đồng hồ này lại được. Mình lái được cái đồng hồ các bạn. Để xem giờ. Mình lái được cái đồng hồ hôm qua là anh em mình thua chỉ có nhảy không thôi. Hôm nay là cái đồng hồ ngon. Mai mua. Mỗi đồng hồ là nhỏ nhỏ thôi. Rồi, chào các bạn nha. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon nha. Bây giờ muộn rồi, anh em mình xin phép tắt like đây. Đi tắm giặt, chuẩn bị ăn cơm. Chào các bạn nha.